Cho buổi tối đêm nay là một bài hát nữa, rồi sau đó sẽ tới nữ ca sĩ Yến Phương sẽ lên để phục vụ cho tất cả quý vị tiếp theo. Một bài hát của nhạc sĩ Hữu Tâm với ca khúc được mang tên Vùng Trời Bình Yên. Nơi này Mississauga là nơi bình yên nhất mà Ngọc được đặt chân đến ạ. Chính xác luôn, quá trời ạ. Dạ em cảm ơn. Trong tim tháng ngày theo mưa rơi lạnh tâm để anh nghe xót xa em mới có hay giữa bóng tối chập trùng tình anh như giấc mơ xanh bao hy vọng dẫn lối bước anh về dìu em qua đám tay buồn mây đen tạt nhanh mà trời bên kia nắng tươi linh linh ấm đồng khi cơn mưa qua thì nhiều đời ta thoát đơn phòng ba bao giờ khuất lấp những đêm dài mặt trời luôn chiếu soi cho anh yêu đời xa hết nghi ngờ tình yêu như khu đá vòng tay trong nơi ấm tôi đặt ra tôi tìm mừng vui gặp gỡ trong ngày mới năm xanh tình giới trời bình yên. Yeah. Hey. Yeah. Hey. 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 Mặt trời luôn chiếu soi cho anh.